giờ bao nhiêu giây rồi? Thế là tầm chờ check xong chưa, check chưa này, giờ đi kiếm đi, có móc không ở đây, có bán móc câu không? Ở đây có bán móc câu không? Bán móc câu gì mẹ hả? Cước ở đây không bán à? Thế câu cá kiểu gì? Nhưng mà chú muốn câu ấy, bây giờ phải đi chặt tre đúng không? Mua cước, cước ở đây bán không? Không, phải đi xuống bên căng rồi bán. Bên câu bán. Cước à? Chú cắt cước, chú đi câu cá ở đâu? Ở hồ đây. Ừ, chặt tre, cơ quả có cái quá trình chặt tre nữa.